Uầy, ở kia có anh đẹp trai ấy. Mấy anh đang làm gì nhỉ? Anh đang làm gì vậy anh? Mình đang hiểu bức tranh về vũ trụ với chủ đề là galaxy của chủ tranh Sơn của tuần này trong kênh cộng đồng tranh Sơn Việt Nam. Vậy em có thể chiêm ngưỡng được không ạ? Dạ rồi, bạn thể quay mình. Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay trong cái video này thì mình sẽ làm thử là một clip về ra phố đi bộ thử vẽ galaxy xem thế nào. Thì cùng xem phản ứng của mọi người đến trong tranh này như thế nào nhá.